Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Điện Việt Thanh. Trước đây bọn mình đã có nhiều video giới thiệu về xe máy 50cc, một loại xe máy dễ sử dụng và không cần bằng lái. Được rất là nhiều bạn hỏi bọn mình một câu hỏi, đó chính là làm thế nào để lái được chiếc xe này. Và vì thế trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng, cách để lái xe máy 50cc sao cho an toàn nhất cũng như là xe máy của bạn sẽ bền nhất nhá. Rồi, mời các bạn cùng mình bắt đầu video nào. Bước đầu tiên, tất nhiên rồi, đó chính là ngồi lên xe. Các bạn nhớ là phải gạt chân trống nhá. Và về cái tư thế ngồi của chúng ta khi lái xe ấy, thì các bạn hãy ngồi thẳng lưng cho mình sao cho thoải mái nhất. Các bạn đừng để người của chúng ta bị chú về phía trước quá hay là ngả về phía sau quá, như vậy sẽ mỏi trong quá trình đi xe. Tiếp theo là các bạn nhớ đặt chân trống lên. Và với cái việc ngồi như thế này thì chúng ta khi đặt tay lái lên ấy, các bạn trùng tay một chút cho mình để giúp chúng ta không bị quá mỏi tay trong quá trình sử dụng xe. Và bước thứ hai, cắm chìa khóa vào xe. Rồi, bây giờ thì bạn sẽ đề nổ xe cho mình. Với cái việc đề nổ này thì các bạn lưu ý là xe phải đang ở số N rồi nhá. Nếu như chưa ở số N thì các bạn hãy cho xe quay trở về số N. Tí nữa mình sẽ nói rõ hơn ở trong cái phần là hướng dẫn vào số. Còn bây giờ đề nổ xe, các bạn giữ nút đề và hơi nhích nhẹ ga một chút cho mình để chiếc xe nổ máy. Ok, và chúng ta hãy cùng nhau sang bước vào số. Để xe bắt đầu di chuyển thì các bạn chỉ cần vào từ số N sang số 1 bằng cách dẫm cần số tiến. Như vậy là xe đã có thể di chuyển được. Tuy nhiên ở bước này thì các bạn sẽ cần lưu ý là chúng ta phải vào từng số 1 để xe của các bạn mượt mà, tránh bị giật cục nhất. Tiếp theo là các bạn không được phép vào dồn nhiều số cùng một lúc rồi mới ga, vì như vậy sẽ làm cho xe của bạn bị ì, bị yếu hơi. Khi mà các bạn vào số từ số 1 thì các bạn tiến hành di chuyển tối thiểu là 1 mét, sau đó giảm ga rồi vào số 2. Và tương tự như vậy với số 3, số 4, đây là một điểm rất là cần thiết nên các bạn lưu ý nhé. Có một số bạn có thói quen, đó chính là chúng ta ngay lập tức dẫm cần số lùi để vào số 4 khi mà chưa di chuyển. Việc bắt đầu chạy từ số 4 như thế này rất là nguy hiểm, nó sẽ làm xe của bạn bị yếu hơi và thậm chí là gây ra trùng xích, hỏng hộp số của các bạn trong thời gian lâu dài khi sử dụng. Và như các bạn thấy là xe 100cc nếu bắt đầu đi từ số 4 thì nó cũng rất là ì, chứ đừng nói là xe 50cc. Mấu chốt của việc vào số sao cho chính xác nhất còn nằm ở cả tốc độ nữa, nên các bạn sẽ cần lưu ý từ 0 tới 20km/h sẽ là lúc để các bạn chọn số 1 và số 2. Từ 20km/h tới 40km/h các bạn sử dụng cho mình số 2 và số 3. Còn từ 40km/h tới 60km/h thì các bạn vào cho mình số 3 và số 4. Lưu ý là nếu như các bạn dừng đèn đỏ thì nên để xe ở số 1 và số 2 nhé. Đối với những trường hợp mà nhà bạn nào ở chung cư, các bạn cần đi lên hầm chung cư thì các bạn để số 1, sau khi đi hết dốc thì các bạn vào số 2. Còn đối với những bạn nào mà đi cầu vượt ở trong thành phố thì cũng tương tự như hầm chung cư các bạn nhé. Ngoài ra thì phanh xe cũng là một điểm các bạn cần lưu ý. Chúng ta cần phối hợp nhịp nhàng giữa cả phanh chân và phanh tay để có được hiệu quả tốt nhất. Nếu các bạn bóp mình phanh tay thôi thì có thể dẫn hiện tượng bó cứng bánh trước và bị trượt bánh. Có bạn phanh mình phanh sau thì sẽ dẫn đến việc là xe của bạn bị phanh giật cục. Vì vậy khi các bạn sử dụng phanh thì các bạn nên dẫm phanh sau, sau đó đệm thêm phanh trước để chúng ta có được cái hiệu quả phanh xe là tốt nhất và tránh hiện tượng là bị giật cục xe. Khi lái xe ga 50cc ở trên đường thì các bạn cần lưu ý cho mình là chúng ta ga từ từ, chứ các bạn không được thốc ga lên. Bởi vì thốc ga như thế này, thứ nhất là sẽ làm xe của bạn hao xăng hơn, thứ hai là nguy hiểm những người đi đường. Và điểm thứ ba đó chính là sẽ dẫn hiện tượng xe bị chết máy. Các bạn cực kỳ lưu ý điểm này cho mình với xe 50cc nhá. Việc thốc ga sẽ có thể làm cho xe bị chết máy. Trên đây là cách để sử dụng xe 50 phân khối một cách chính xác nhất. Các bạn sẽ còn hai điểm nữa cần lưu ý trong quá trình sử dụng, đó chính là các bạn cần vệ sinh lọc gió đúng thời gian 6 tháng một lần. Còn đối với việc thay dầu xe thì cứ 1.200 cây đến 2.000 cây các bạn cũng sẽ cần thay dầu một lần nhá. Thường xuyên kiểm tra xem lốp của chúng ta có bị non hay không. Các bạn không nên đi non hơi bởi vì lúc này sẽ tạo cảm giác lái không nhẹ nhàng, xe bị ì, độ bon giảm, bám đường giảm. Và việc ì xe như vậy sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn. Như vậy là trong video mình vừa dẫn các bạn cách để có thể đi chiếc xe 50cc này an toàn và bền bỉ nhất. Vậy thì những bạn đang đi những chiếc xe 50 phân khối như thế này, các bạn thấy sao về cách mà mình đã đưa ra? Các bạn hãy comment ở phần bình luận video cho mình cùng biết nhé. Còn nếu như bạn nào mà chưa sở hữu xe 50cc, các bạn có thể đến ngay Xe Điện Việt Thanh để tham khảo và mua một chiếc. Còn video của mình kết thúc ở đây. Video này mà hay hữu ích thì các bạn đừng quên một like, sub và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình, cũng như là bấm chuông để nhận video mới nhất đến từ bọn mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.